Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã tiến hành cuộc tập trận tinh thần đồng minh 24 tại căn cứ Mỹ ở Hohenfels ở Đức. Cuộc tập trận nhằm thực hiện các kế hoạch tác chiến binh chủng hợp thành trong chiến đấu tầm gần. Cuộc tập trận quy mô lớn do lực lượng Mỹ dẫn đầu, tập trung vào khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như phối hợp tác chiến giữa NATO và các đối tác chủ chốt. Đây cũng là một phần của cuộc tập trận đa quốc gia Katowice 2024, cuộc tập trận lớn nhất mà lục quân Đức tham gia kể từ năm 2022. Tham gia tập trận tinh thần đồng minh 24 lần này, lực lượng Mỹ chỉ đóng góp 20% quân số, trong khi lữ đoàn thiết giáp số 41 của Đức là lực lượng tham gia huấn luyện chính năm nay. Kể từ khi nổ ra xung đột tại Ukraine, NATO đã đẩy mạnh hơn nữa sự hiện diện quân sự ở sườn phía đông, cũng như cho phép Phần Lan và Thụy Điển gia nhập liên minh quân sự. Cuba là đối tác quan trọng và đồng minh đáng tin cậy của Nga ở khu vực Mỹ Latin và Caribe. Đây là khẳng định do Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko đưa ra tại kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên Chính phủ Cuba-Nga về Hợp tác Kinh tế Thương mại và Khoa học Kỹ thuật được tổ chức tại thủ đô Moscow của Nga. Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Phó Thủ tướng Chernyshenko đã nhấn mạnh tính chất đặc biệt của mối quan hệ song phương không phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài. Ông Chernyshenko khẳng định không có quốc gia đối tác nào khác ở khu vực Mỹ Latin mà Nga lại có kinh nghiệm lâu dài và đa dạng trong lĩnh vực kinh tế và thương mại như với Cuba. Theo ông, hơn 100 doanh nghiệp Nga đã bắt đầu kinh doanh tại Cuba từ năm 2022 và có nhiều đơn vị bày tỏ quan tâm đến hoạt động đầu tư tại quốc đảo Caribe. Về phần mình, Phó Thủ tướng Cuba Ricardo Cabrisas lạc quan về tương lai của mối quan hệ song phương với vị thế đồng minh và đối tác chiến lược trên cơ sở thực tiễn hợp tác Cuba-Nga ngày càng được củng cố trong những năm gần đây. Nhân dịp này, hai nước cũng ký kết 5 thỏa thuận hợp tác. An ninh đang là chủ đề nóng nhất của Đại hội Thể thao Olympic Paris 2024 và Pháp đang dốc toàn lực để đảm bảo an toàn cho sự kiện này với sự hỗ trợ của các đơn vị chống máy bay không người lái. Theo đó, trung tâm điều phối chống thiết bị bay không người lái sẽ được đặt tại một căn cứ quân sự ở ngoại ô thủ đô Paris. Đây sẽ là nơi cảnh sát, hiến binh và sĩ quan quân đội phối hợp chặt chẽ để ngăn chặn mối đe dọa từ các thiết bị bay không người lái trong suốt thời gian diễn ra đại hội. Pháp không thể cấm hoàn toàn thiết bị này bởi trọng tài cũng như các phương tiện truyền thông sẽ sử dụng chúng để theo dõi một số môn thi đấu. Do đó, lực lượng chức năng sẽ theo dõi lưu lượng trên không và vô hiệu hóa các thiết bị được xác định có nguy cơ. Dù chưa bị tấn công bằng máy bay không người lái, nhưng Pháp từng là mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố bằng súng và bom tự sát ở các địa điểm công cộng. Hiệp hội Giáo sư Y khoa Hàn Quốc cho biết các giáo sư y khoa của 20 trường đại học tại nước này đã quyết định sẽ nộp đơn từ chức tập thể bắt đầu từ ngày 25 tháng 3 tới nhằm gây áp lực buộc chính phủ phải tìm kiếm bước đi đột phá để giải quyết cuộc đình công kéo dài của các bác sĩ tập sự. Các giáo sư y khoa Hàn Quốc cho biết ngay cả khi nộp đơn từ chức, họ sẽ vẫn tiếp tục phục vụ hết lòng với bệnh nhân tại các bệnh viện vì hơn 90% trong số 13.000 bác sĩ tập sự của Hàn Quốc đã nghỉ việc tập thể kể từ tháng trước để phản đối quyết định tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y của chính phủ. Trước đó, chính phủ Hàn Quốc đã gửi thông báo về việc đình chỉ giấy phép của khoảng 5.000 bác sĩ tập sự vì không chấp hành lệnh hành pháp yêu cầu quay trở lại làm việc. Cuộc đình công kéo dài khiến các bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc đã phải hủy bỏ và trì hoãn các ca phẫu thuật cũng như điều trị y tế khẩn cấp do quá phụ thuộc vào các bác sĩ tập sự. Hôm qua, các cuộc đàm phán về vấn đề tiền lương của nhân viên ngành đường sắt Đức đã được nối lại và đạt được một số kết quả tích cực. Các nhân viên lái tàu cho biết sẽ tạm dừng đình công để tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán. Nghiệp đoàn nhân viên lái tàu GDL yêu cầu tăng thu nhập cho các thành viên cũng như giảm giờ làm từ 38 xuống 35 giờ, nhưng vẫn giữ nguyên mức lương. Trong khi đó, công ty đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn đề xuất tăng 13% lương, kèm theo đó là giảm giờ làm xuống 37 giờ từ năm 2026. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng sau khi một đối tượng nổ súng ở thị trấn Falls, ngoại vi thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania của Mỹ. Nghi phạm có tên Andre Gordon, 26 tuổi. Đối tượng đã nổ súng ở hai địa điểm khác nhau. Vụ đầu tiên xảy ra vào gần 9 giờ sáng tại chính nhà của Gordon. Vụ việc khiến mẹ kế và em gái của nghi can thiệt mạng. Sau đó, Gordon đã di chuyển tới một nơi khác và bắn chết một phụ nữ, làm mẹ của hai đứa con hắn. Gordon tiếp tục cướp một xe ô tô và chạy trốn tới thành phố Trenton ở bang New Jersey. Tại đây, nghi can đã cố thủ trong một ngôi nhà và bắt giữ một số con tin. Cảnh sát sau đó đã khống chế thành công đối tượng và các con tin đều an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Hiệp hội Thời tiết Nhật Bản cho biết hoa anh đào ở thủ đô Tokyo sẽ nở từ ngày 21 tháng 3 và nở rộ một tuần sau đó. Như vậy, mùa hoa anh đào năm nay ở Nhật Bản được cho là nở sớm hơn 3 ngày so với thường lệ. Thông báo cũng cho biết hoa anh đào cũng dự kiến sẽ nở vào ngày 20 tháng 3 tại Nagoya và Fukuoka. Theo đó, thời điểm hoa nở đẹp nhất tại đây lần lượt rơi vào ngày 29 tháng 3 và 30 tháng 3. Dự báo cũng cho biết hoa anh đào sẽ nở vào ngày 23 tháng 3 tại Osaka, nở rộ vào ngày 31 tháng 3. Tại thành phố Sendai ở đông bắc Nhật Bản, hoa nở nụ vào ngày 31 tháng 3 và đẹp nhất là ngày 3 tháng 4. Theo kết quả khảo sát gần đây, phần đông người dân Nhật Bản sẽ thắt chặt chi tiêu trong mùa lễ hội hoa anh đào năm nay do áp lực của lạm phát. Công nghệ phát triển, xu thế không tiền mặt khiến cho các hình thức thanh toán online ngày càng bùng nổ, trong đó phải kể đến thẻ tín dụng, tiêu trước trả sau. Tuy nhiên, hình thức nào cũng có hai mặt. Nếu như không kiểm soát chi tiêu, chính những tấm thẻ đó sẽ trở thành bẫy tài chính. Tại các nước lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Anh, gánh nặng nợ nần từ thẻ tín dụng đã trở thành một bài toán nan giải. Kiếm nhiều, tiêu được thì mới kiếm được. Đó là những suy nghĩ không hề sai, nhưng vô tình nó đang đẩy chúng ta vào bẫy nợ mà phần lớn Gen Z và Gen Y hiện nay đang mắc phải. Trước khi trở thành một người truyền cảm hứng về cách tiết kiệm khoa học, mà Brisa Flore cũng từng là một người như vậy. Ngay khi thu nhập tăng lên một chút, sau khi tốt nghiệp đại học được 2 năm, mình cảm thấy mình mạnh tay chi tiêu hơn. Các hóa đơn tăng lên liên tục. Và rồi rất nhanh, mình phải tìm hiểu về cách quản lý chi tiêu và hạn chế tiêu thẻ Visa, vì thực sự mình không sử dụng hiệu quả. Thông thường, các thẻ tín dụng sẽ có hạn mức cao gấp 2 đến 3 lần lương tháng của người sở hữu. Chính vì vậy, người dùng rất dễ cà thẻ quá tay và chi tiêu không kiểm soát. Theo thống kê tại Anh, năm 2023, trung bình Gen Z rời trường đại học với khoản nợ 33.000 bảng, tương đương gần 1 tỷ đồng, trước khi họ bước vào thị trường lao động. Với sinh viên mới ra trường, con số nợ này bằng tổng lương nhiều năm làm việc. Tại Mỹ, bức tranh cũng tương tự, 33% người Mỹ từ 18 đến 24 tuổi mắc nợ thẻ tín dụng. Lời giải của bài toán này chính là quản lý chi tiêu và tiêu dùng thông minh. Giờ đây mọi dịch vụ đều liên kết với thẻ, đặc biệt là thẻ Visa. Các nhà cung cấp sẽ cho bạn một cảm giác bạn đang không mất tiền, thậm chí còn được hời khi nhận những hoa hồng khuyến mại nho nhỏ. Hình thức trả góp 0% đánh dấu sự bùng nổ của tiêu dùng thẻ Visa. Nhưng điều này sẽ khiến bạn chi tiêu quá đà lúc nào không hay. Và rồi khoản trả góp cộng dồn, đó chính là nợ vô hình. Trước khi tiến hành mở thẻ, khách hàng cần trả lời kỹ cho câu hỏi có nên làm thẻ tín dụng hay không, có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng không thì mới nên sử dụng loại thẻ này. Kiểm tra thường xuyên lịch sử giao dịch và khả năng chi trả, chú ý các gói miễn phí. Rất nhiều người sử dụng thẻ tín dụng để đăng ký các dịch vụ như Spotify, Netflix, YouTube Premium và các app kết nối với thẻ quá nhiều khiến bạn mất kiểm soát. Mỗi người sẽ có thói quen chi tiêu khác nhau. Bạn có thể nhận ra những khoản tốn tiền vô bổ, khoản nào là thiết yếu và đâu là những khoản phí chìm mà bạn phải chịu. Hơn nữa, nếu không trả đúng hạn, lãi chồng lãi, bạn sẽ còn bị hạ thấp tín nhiệm tài chính. Nhiều chủ thẻ có xu hướng sử dụng thẻ tín dụng của ngân hàng này để thanh toán nợ thẻ tín dụng của ngân hàng khác. Tuy nhiên, cách làm này lại mang tới nhiều rủi ro tài chính, phát sinh nhiều chi phí và khiến bạn lún sâu vào nợ nần. Mỗi ngân hàng sẽ có những quy định về việc trễ hạn thanh toán thẻ tín dụng, thời gian đáo hạn khác nhau. Đây là những thông tin cơ bản mà chủ sở hữu thẻ nên lưu ý. Hãy là người tiêu dùng thông minh và tránh rơi vào bẫy tín dụng. Liên đoàn bóng đá Argentina và thương hiệu thời trang thể thao Adidas mới đây đã chính thức ra mắt sản phẩm áo đấu mới được lấy cảm hứng từ chức vô địch World Cup 2022. Ngoài việc sử dụng các sọc trắng và xanh da trời truyền thống, áo thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Argentina năm nay còn kết hợp với logo, viền và phông chữ màu vàng. Một điểm khác biệt nữa là áo đấu sẽ được cập nhật thêm một ngôi sao, tượng trưng cho 3 lần vô địch World Cup. Trong khi đó, màu áo đấu trên sân khách thể hiện tông màu xanh lam chủ đạo, kết hợp với các chi tiết màu kim loại cùng các điểm nhấn màu xanh lam nhạt và trắng tượng trưng cho lá cờ của người hâm mộ Argentina. Dự kiến các màu áo đấu mới sẽ được Argentina sử dụng lần đầu tiên trong chuyến du đấu tại Mỹ trong khuôn khổ FIFA Days cuối tháng này. Bản tin thời sự quốc tế của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đến đây cũng đã hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.